Công an thông tin về nhóm bông hồng đen tự ý lấy máu hàng loạt học sinh ở Hải Phòng. Theo thông tin từ lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận Đồ Sơn, Hải Phòng, khoảng 10 giờ sáng ngày 18 tháng 8, một số phụ huynh phản ánh tại căn nhà số 44 đường Nguyễn Hữu Cầu, phường Hải Sơn, có một nhóm phụ nữ lấy máu hàng loạt học sinh không rõ mục đích. Nhận được thông tin, Ủy ban nhân dân phường Hải Sơn đã phối hợp với lực lượng công an, y tế thành lập đoàn kiểm tra tại căn nhà được nhóm người trên thuê làm văn phòng hoạt động, cơ quan chức năng phát hiện có 12 học sinh gồm cả nam và nữ. Trong đó có 4 học sinh nữ khoảng 16 tuổi đang ở phía trong và được nhóm người trên tư vấn lấy mẫu dịch hầu để xét nghiệm HIV. Bên ngoài có 8 học sinh dưới 16 tuổi đang chờ. Mỗi người đến tư vấn, lấy máu sẽ được tổ chức này cho 100.000 đồng. Những người trên tự nhận thuộc nhóm tự lực bông hồng đen. Họ cung cấp một số biên bản ký kết thỏa thuận với tổ chức SCDI. Tuy nhiên, tổ chức đó đã không còn hoạt động trên địa bàn Hải Phòng từ nhiều năm nay. Cơ quan chức năng quận Đồ Sơn thông tin, nhóm Bông Hồng Đen là do bà DTU Sinh năm 1971, trú tại tổ dân phố 2, phường Hải Sơn làm trưởng nhóm. Nhóm được thành lập với chức năng thông tin, tuyên truyền, tư vấn nhằm ngăn chặn lây nhiễm HIV ở những người sử dụng ma túy có các vấn đề về sức khỏe sinh sản từ 16 đến 24 tuổi. Bà Bùi Thu Thủy, Trạm phó Trạm y tế phường Hải Sơn cho biết, cả 5 người trong nhóm tự ý tham gia lấy máu xét nghiệm học sinh đều nhiễm HIV. Tại buổi làm việc, nhóm này chưa cung cấp được đầy đủ hồ sơ pháp lý về việc tổ chức hoạt động theo quy định và thừa nhận chưa báo cáo với chính quyền địa phương. Theo ghi nhận của Vietnamnet, trụ sở của nhóm hiện đóng cửa, người dân địa phương cho biết trước đây vẫn có người tới làm việc và các học sinh đến lấy máu.